Dạ, công sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, mời quý cô chú anh chị bạn giao lưu mai thành phẩm. Cũng là mai giống ha. Cúc thơ hương, cúc các loại cúc giống ngoài bằng đế tùm lum ha. Cũng là mai giống luôn các bạn. Cây cũng già mùa 4 năm mùa chưa. Rồi mình lấy mất thời gian cô chú mình xem mà liên hệ tiếp nha. Chào Nhi nha. Rồi chào Nhi. Dạ em chào anh, em xin chào anh chị em mình đang xem trên kênh Bonsai Cần Thơ nha. Thì hôm nay trở lại với kênh thì em xin giao lưu một số lô mai giống của em. Thì số điện thoại của em là 0373919774. Địa chỉ vườn của em là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì đầu tiên em xin giao lưu cái cặp mà cúc thọ hương đầu clip này của em luôn. Đây. Rồi cúc hương đầu clip nha chú bạn. Mình vô cái số 1 ha. Cây bự bự. Cây này ghép khoảng chắc 4 năm mùa hả nhỉ? Dạ, 4 năm mùa. Cái này mình liền thân, liền cốt, liền cảnh hết trơn hả? Cái chọt ghép nó bự nè. Bằng tay, bự hơn tay cái, bây giờ cái nữa chưa? Này đã con tàn nha, cháu Nhi đó. Con tàn lại nó hơi gọn thôi chứ ra cái này gà mùa, cặp bự chưa? Đây gốc này dán lông luôn ha. Rồi, đi dặn cho cô chú xem nha. Cặp chân lông để nó cốt lắc lực lắm, già lắm, từng chậu lâu năm. Đâu hoành nè, đây cô chú mình xem. Rồi để Nhi đâu hoành đi rồi mình đi vòng vòng hết chưa. Đây chỗ này là 20 27. Đây chút 27 rồi, hoành là chỉ 27. Đâu hoành ở dưới đây em đúng không? Đây. Ừ, đây cái này đúng rồi. Hoành nó 32 rưỡi. Hoành nó mới đúng đó. Cái này hoành trên đây là cái cổ. Ừ. Đấy, chiều cao là tầm chắc 1m6. Hết thức dây luôn. Tàn tròn điệu. 1m6 hơn nha cả nhà. Rồi tới nghe. Cái ngang ở đây là 104 cây cúc thọ hương. Chiều cao 1m6. Cầm đi vòng vòng cô chú mình xem nha. Coi kỹ từng chi tiết luôn chứ mà. Cái này em ghép từ 3-4 đến 5 mùa rồi. Cái này liền thân, liền cốt, liền cảnh hết nha con chị em mình nha. Ngọn liền bự hết trơn nè. Liền. Bự ha. Chà má luôn. Này nè, đang con thằng lại nè. Nó ra nè. Cho điệu. Dạ, cái cây này em xin phép giao lưu với giá là 30 triệu. Anh chị em nào mình muốn lấy thì cứ liên hệ, em sẽ giao xe tải cho anh chị em mình ha. Ở đây thì cây số 2 cũng là cây cúc thọ hương luôn. Đây cũng là một cây dáng long luôn nè. Cây luôn. Này mua cái gì chú Nhi mua cặp đó dừa ha cô chú. Cúc thọ hương chép khoảng 4 mùa ăn lên nè. Dạ. Ở đây là một cặp luôn, em bán cái này là một cặp. Anh chị em nào muốn lấy lẻ thì em cũng dẫn ra một cây cho anh chị em mình nha. Đây, lực. Đây, ngay chỗ này là 38. Hoành ta chia được 38. Ngay chỗ dưới này, em nói dưới này. Đây là 32. Hoành 32. Hai cây cũng hoành cỡ cỡ nhau. Chiều cao cái này cũng tầm 1m6 hơn. Tán ngang đây là 107. Đây cũng là một góc dáng long luôn nè. À, cái này là một cặp nha anh chị em mình. Một cặp để, ha. Để cũng này được. Cũng từ 3-4 đến 5 mùa. Cũng liền thân, liền cốt, liền cành hết rồi nè. Đây con tàn lại thấy nó gọn hết nha. Đây tết nó nhiều lắm. Bự kính. Đây tới tết là tàn nó kính nha cô chú. Già mùa hết rồi. Quay cốt chỉ cần điều. Góc dáng long này nó nằm bò này ha, góc rễ nè. Chà bá luôn, bằng tay ấn xuống nè. Cho lắc hình dáng hình thú nữa chứ. Anh chị em nào lấy thì em vẫn để giao xe cho anh chị em mình luôn ha. Một cây em vẫn giao xe. Liền cốt hết à. Một cặp cúc thọ hương luôn ạ. Coi là cặp cúc thọ hương luôn chứ mà. Dán lông nha anh chị em mình, nhìn cái góc của nó là biết rồi ha. Cặp này rất là đẹp. Tại vì mình để đây nó hơi chặt chặt chứ mà cô chú anh chị mà đôn lên á. Cái này để. Mình để một cặp trước một cửa cặp, nhà đúng rồi. Cặp trước quá nhà, đẹp luôn. Quá đẹp.
Thầy cúc hương nó đang nhìn nó đang rất là sung nè. Cúc thọ hương, cái bông mặt bông của cúc thọ hương nè, chị em mình cũng biết là nó có mùi hương hương nhẹ, với lại là nó không có bị rụng cánh trên cây, chừng nào mà nó muốn rụng rụng là nó sẽ rụng nguyên cái bông của mình luôn, chứ nó không có rụng từng cánh nha. Bởi vì nó để rất là lâu, rất là thơm, rất là đẹp. Đẹp lắm, rất là đẹp. Cặp cây số 2. Dạ, cây này em xin phép vô lưu với giá là 20. Còn anh chị em nào mình lấy một cặp thì em để với giá là 40 ạ. Còn riêng một cây thì cây này 3, cây này 2 ạ. Rồi, cây số 1 thì 30 triệu. Cây số 2 thì 20 triệu. Một cặp thì là 40. Em sẽ giao xe tải, để xe tải cho anh chị em mình luôn. Điện thân, điện cốt, điện cảnh trên cái góc của nó là dán long nha anh chị em mình. Để cái đế này quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình kiếm cái đế này cũng khó lắm. Giấu to bự này, để bự. Để nó xuống tới với ăn sâu vô trong góc luôn nè. Tại giữ để giữ ấm che lại thôi chứ dạ. To bự lắm. Đó, cây kia cũng vậy. Đặc biệt là ghép 4 mùa ăn lên hiểu chưa? Già mùa thọ hương. Đây nhìn nó đẹp ha. Rồi tiếp theo mình đi luôn những cây gọn gọn loại khác ha cô chú bạn. Tiếp theo mình sẽ tiếp xem thể giao lưu cái lô mai giống nhiều giống cúc khác. Các loại cúc thương nhỏ nhỏ gọn gọn cô chú mình chơi luôn. Chứ một số loại giống mai ghép khác cũng vào mùa. Dạ đây, cúc thọ hương luôn. Em có cái mặt bông của cúc thọ hương nè, nhưng mà nó không muốn tàn nè cả nhà. Đây, mặt bông của cúc thọ hương nè. Thì cô chú anh chị nó có mùi hương thơm nhẹ nha cả nhà mình. Đây lấy bo cũng khá là nhiều. Anh chị em là mình lấy khéo, mình lấy được cả trăm, hơn trăm bo á. Nó gụng nguyên bông. Đó, nó gụng nguyên. Còn giờ nào mà nó không gụng nguyên bông là nó sẽ đậu trái nha cô chú. Để nở nè. Gãy đều. Cái này gãy đế đẹp. Sẵn đi đâu mình góc cho cả nhà mình coi luôn. Chỉ cành rất là đều. Đây chỗ này là 19. Đây. 19 nha cả nhà. Rồi, quanh 19. Đó. Đây. Nó kép nè. Nó cũng liền thân liền cốt rồi nha cả nhà mình. Đó. Ghép tàn rất là đều. Kính. Rồi. Tròn hết trơn. Chiều cao. Chiều cao ở đây là 116. Lấy ngang là 92. Cúc thọ hương nha cả nhà mình ơi. Cái này em xin phép vô lưu với giá là 1,5 triệu. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. 1,5 triệu thôi chứ. Mã số 3C. Cái số 3C. Chờ phép nó cây luôn. Tiếp tục là cây. Số 4. Đây để lên luôn. Rồi, cây số 4C của chúng ta. Cây số 4C cũng là cây cúc thọ hương nha cả nhà mình. Thằng kính nấm hết trơn. Để gom củ luôn. Để đế nở nè. Củ này cho bá luôn. Đây củ nhân sâm nha. Đúng rồi. Cái ghép này thằng kính đều. Cô chú yên tâm khỏi trống luôn. Mặt bông thì khỏi phải lo luôn rồi. Em bao mặt bông cho cả nhà mình luôn ha. Cái lá gì là biết là cúc hương chuẩn luôn. Hôm số chiều cao. Chiều cao cái này là 132 nha cả nhà, 1m32. Tán ngang là 76. Bình thân. Bình thân đây là 17. Cũ. Mà cũ cho cả nhà mình nha. Này là 34. Cụ 34. Cúc thọ hương nha cả nhà mình ơi. Mã số 4C này em xin phép vô lưu với giá là 1,7 triệu. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, 1,7 triệu. Số 4C. 4C. Đây gặp phép đó cái luôn. Tiếp theo mã số 5C. Đây là cây quàng đế, cúc quàng đế.
để trước ha, còn để sau đấy để cũ nó gom bự cho bán luôn. Hoàng đế như cả nhà mình. Đây ở trên đây, trên đây trước đi. Đây là 21. Bốn mươi lăm nha cả nhà mình. Cũ 45. Cây cúc hoàng đế mã số 5C. Càng ghép nè. Bên do này mình được năm mắt ghép hả? Năm mắt. Đúng rồi. Cái này là nó liền luôn rồi nha cả nhà mình. Này, cái này em tháo ra được rồi nè. Nó liền rồi đó. Liền với cái ghi luôn ghép là liền thằng do cho mình. Cái này ghép là ghép cũng là gốc mai nha cả nhà mình. Tại vì có nhiều người tuổi nhiều anh chị em mình điện đến hỏi em là gốc gì vậy. Em ghép gốc là gốc mai vàng, em ghép giống nha cả nhà mình. Đó, liền hết rồi, cái cúc hoàng đế. Này là con tàn lắm nha, gọn như vậy. Đúng không? Con tàn. Đây chiều cao là 57. Tán ngang là 62. Đây. Mã số 5C cây cúc hoàng đế. Em xin phép giao lưu với giá là 1,5 triệu, em cũng bao phí vận chuyển luôn. Rồi. Ok luôn đó. Rồi tiếp theo. Còn quay. Mã số 6C. Mấy bàn chi không ạ? Số C đây là cây cúc VIP nha cả nhà mình. Cúc VIP nha. Cúc VIP luôn các bạn. Sắp C. Chiều cao là 80. Tán ngang là 55. Thì cũng con tàn lại nó gọn thôi chứ thật ra cái này cũng bự lắm mọi người. Giống con này. Đâu anh nè. Để cũng được cái khá. 21 là Huỳnh Thân. Huỳnh 21. Em lo cái cũ. Cái cũ này cho cả nhà mình coi là 66 ha. Rồi cái hoàng tài chí này 66, cũ đế, nội đế. Này cũng là liền thân, liền cốt, liền cạnh nha. Đây, cái mắt ghép này có thể tháo ra được mà tay nó cứng quá nè. Từ từ nó sẽ dạ. Nó sẽ mục, cái này mới tháo nhẹ nhẹ rồi nó ra đẹp hết. Cúc VIP. Tài cũng đều đều hết trơn, gọn nha. Mã số 6C này em xin phép giao lưu với giá là 1 triệu, em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi, 1 triệu. Ok. Tiếp đó cây luôn, 6C. Tiếp theo, 7C. 7C. Tàn ấm đều hết trơn. Kính chân thì có chứ. 7C này là cây hoàng đế nha cả nhà mình. Để tàn cũng con tàn lại nó quýt chân ha, nó ghép nó cũng liền cốt chân bự chân này. Cái này về cây này mình cũng lấy bo được thoải mái rồi nha cả nhà mình. Cái này về là bự hết chân mình nè. Đây là 18, mình thấy 18 rồi ha. 19 yếu, em lấy 18 rồi. 19 luôn. 19 rồi. Hoành 19. Để thì có hai con rễ nó quấy quái. Bự trên. Ở dưới thì cũng có rễ nhiều nha. Chiều cao cái này là 72. Tán ngang là 83. Đá nó bự lắm. Tốt, tùm ha. Đây là tược mới à. Dạ, mã số 7C cây hoàng đế này em xin phép giao lưu với giá là 1,3 triệu, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà mình ơi. 1,3 triệu. Mã số 7C. 7C. Cúc hoàng đế. Rồi, đổi cây luôn. Để gọi phép đổi cây cũng chứ bạn. Rồi, tiếp theo 8C. Đây, mà con số của mình là bự hơn ha, có chứ bạn. Em cũng tư quý luôn. 8C. Đây, 8C là một cây cúc bi. Cúc bi. Cúc bi nha cả nhà mình. Tàn nó cũng ra là tùm lại hết, tại con tàn này lại mới con tàn. Mùa Tết qua thì thường con tàn lại gọn cho nó ra tược nhiều, tùm. Dạ, chiều cao là 83. Là lá xanh mướt luôn. Tán ngang là 52.
cây um tùm lá xin mướt luôn chứ. Cúc bi. Đâu cái gần thân ở trên đây cái nhanh không? Trời ghé bận trời, ta cái luôn. Đây, 19. Quận 19. Em đo cái quanh thầy chỉ này với gốc nè. Là 45. Này cũng liền thân, liền cốt, liền cành hết rồi đó. Cúc bi nha cả nhà mình, mã số 8C. Là hình mướt luôn. Cái này em xin phép cho lưu với giá là 1,2 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. Cúc bi. Đấy. Đấy cây luôn. To bự ha. Giờ gọi phép đó cái. Tiếp theo cây 9C. Đi cặp luôn không? Thì có chú mình xem rồi học nhãn cái loại mã nó rồi thì tiếp chỗ Nhi với kênh. À, số 9C. Dạo cánh tròn nè. Đẹp ha. Tròn do luôn. Dạo cánh tròn. Tròn do luôn nha. Có mặt bông nữa ha. Cho nhà em thấy mặt bông dạo cánh tròn đẹp quá ha. Tròn do luôn, tròn ổng luôn. Đây em đo chiều cao. Mã số 9C. Cái này em đo một cây thôi nha cả nhà, tại vì nó cũng tương đồng với nhau. Dạ, chiều cao là 62. Tới ngang cũng là 62 luôn. Dạ, cũng tròn đẹp ha. Cái này đo cái đo trên đây đi. Đo đây nè. Đúng rồi. Đây. Đúng. Vành ở dưới này. Là 15 rưỡi. 15 rưỡi. Ở dưới này nha. Để 42, 43. Dạ, cánh tròn cũng thơm nè cả nhà. Đây sông nồng nồng. Rất là thơm nha. Đây, cái bông của nó nè. Đây nở bông gió nha cả nhà mình. Bông đẹp lắm, kẹo ha. Này có chú anh chị mua về mình nè. Búp búp nè, nó nở. Cắt con lại sơ sơ ha. Nó tàn. Tại để một số cây để cho mặt bông để cô chú mình thấy. Để mặt giữ bông để cô chú mình tham khảo này. Ừ. Thích loại bông cái này thì mình dạo cánh tròn mã số 9C. Dạ cặp này em xin phép giao lưu với giá là 1 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Dạo cánh tròn. Đây một cặp ha, tính cặp dạ, triệu. Em bán một cặp. Rồi, phép đổi cây cặp số 9C, dạo cánh tròn. Rồi, dạ, cái cặp mã số 9C này cũng là cái cặp mà em kết thúc cái clip này của em luôn ạ. Dạ, cuối clip thì em xin chúc anh chị em mình xem vui vẻ. Có hợp nhãn mã số nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 037 391 974 ạ. Em xin chào ạ. Rồi, chào Nhi luôn. Rồi, chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Đây còn nhiều loại giống mai khác nha cô chú bạn, chứ không phải một loại ha. Tại thời gian clip có hạn thì cô chú mình xem rồi nghĩ mã số nào liên hệ hoặc là muốn sưu tầm loại giống nào thì ngày tiếp cho Nhi giúp kênh nha quý cô chú anh chị bạn. Rồi, trân trọng kính chào.